Rồi, xin chào các bạn nha. Sáng nay mình giao lưu các bạn một cái cam mai dầu rin dán bay. Cái này thì làm cốt từ nhỏ, nút nụ nhiều nha anh em. Đấy, nút nụ anh em thấy không? Bên trên này mình đỡ ngoài ruộng mình phải đi úng nha anh em. Đây, giặt này. Đấy, bữa giờ nhờ anh em ủng hộ tém tém được còn nhiều đây. Rồi, quay lại cái cây này nha anh em. Nút nụ đắng quá. Cây này năm nào năm nấy nó cũng đạt giống hết đó. Bông thì nó dâm lắm nha anh em. Mấy này nó bị đỡ ngoài ruộng nó tàn hết rồi. Bây giờ mưa quá mình không có ra, không có thấy. Giờ ra chuẩn bị phun thuốc thì mình thấy cái cây nó nở thì mình quay lại cho anh em xem cái mặt hoa luôn, làm tư liệu và cây luôn. Bông mình nó dâm dâm nha anh em, nó không có bẹt cánh nha bông này. Em không kiểu như là đơm lên dần này, chứ nó không có cánh thẳng mà bẹt hay gì mà là đơm lên dùm lên hứng nó đừng này. Nụ nhiều lắm nha anh em, là nó gần đó nữa này, xuống nụ nó này. Đấy, lúc nụ anh em thôi, có một nách lá một cái nụ. Một cái nụ thì nó sẽ ra một cái chùm búp xanh như thế này. Đó. Này mình nếu mà nó nở hết cây là nó rực cây lắm nha anh em. Lấy cốt ngay từ đầu, từ nhỏ lên. Đấy. Đây. Quần thần tầm 15 16 nha anh em. Cốt dáng bay rất đẹp nha. Rồi, mình đứng từ xe mình quay hết tổng thể cây một lần nữa mình kết thúc video luôn. Tăng bay của nó độ tầm 1 mét thôi nè. Mình xéo 1 2, xéo gần tay 1 2. Quần 15 16 nha anh em. Còn độ rộng của nó là 8 tấc nha anh em, 4 gang. Tăng ngang là 80, tăng bay nó 1 2. Anh em xem dàn nụ nó này. Anh em có thể mua về mình lấy giống mình chơi không được. Nói chung cái dàn nụ này, cái giống này năm nào nó cũng đạt hết. Coi nó chất lượng nha anh em. Lúc nụ nó này. Đúng như dê kêu luôn ha. Rồi, anh em nào thích liên hệ mình nha. Số điện thoại mình là 0849 020790 nha anh em.